Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bơm nước động cơ của Hyundai Accent Blue 2014. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hyundai có chi nhánh tại Ấn Độ. Mã sản phẩm của nó là 25100-03020. Đây. Đây chính là cái bơm nước của nó anh em nhé. Hyundai Kia này. Sản xuất tại Ấn Độ. Đó. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0856727222, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.